núi sổ đi. Bây giờ là vẫn chơi được cái bài này, là bây giờ nói cứ nói một cái video mẹ đẹp nét căng lên đầu. Xong bắt đầu là kháng nó. Hoặc là kháng một cái. Hay là kháng một cái. Thì kháng một cái đấy. Kháng một cái. Lâu là được hai chén. Kiểu như là cứ để năm, để 5 vít hoặc 10 vít cái loại kháng 7 ngày. Nếu mà anh không chích mèo thì mình quăng. Nói chung là vẫn kháng cái đó, mà vẫn phải kháng cái đó thôi. Nhưng vẫn phải làm một dung. Đây vẫn phải nhất cân cho chị. Anh đang đeo người ta nhất một cân cái kiểu đó này này. Thì cái nhất, làm đấy em tự test một vít coi em có bỏ nó được cái gì, tự test khá một vít thôi, cô không tặng bỏ tặng làm ý là chúng nó làm 7 ngày đồng cũng bảo làm 7 ngày cái ví dụ như bỏ cái đoạn mình chỉ đưa một vít vào thôi để khá một cái đấy, xong rồi cắt đi cái cục lại cho nó không bỏ chặn đâu, nó bỏ chặn mà bỏ chặn cả vít cả cái video dài được không à. Bỏ chặn cả cái video dài được không, hai tiếng thôi, hai tiếng thôi. Là. Thì bình thường em đang để ba cái kháng đúng không? Để một cái kháng thôi, là cái video có một cái kháng thôi đấy. Xong rồi chữ kháng một cái rồi cắt đi, xong rồi khôi phục lại cho nó không bị chặn. Video một cái thì nó vẫn bỏ chặn mà, một cái đoạn tùy là nó vẫn bỏ chặn. Đúng rồi. Vì thế nên bảo bọn video ngắn vẫn nó. Bây giờ làm tầm 2 tiếng rồi. Giờ chỉ làm video tầm 2 tiếng thôi. Mình nối được một cái tập đẹp, một cái tập khá là hai tập được 40 phút. Cái chung bây giờ là cái nguồn dung không, cái nguồn dung của mình á là từ trước mình đã thêm cái tập đó, bắt đầu là vừa khác vừa nữa đi chứ là đập bảy được nhã ra là làm được đúng. Đập cận nhã ra một chút nó chạy chứ. Cái nghĩ không chạy. Vì nó đã bỏ chặn rồi mà, khi mình cắt kháng là nó đã bỏ chặn rồi. Nhưng mà chỉ có một cái thôi thì không làm được nhiều tập. They lost a week. Căng căng lên. Có cái nào mà 30 là mình làm được cái nào mà tháng 30 ngày mà được qua 2 ngày chưa? Đây ba đây đang chờ hai cân đây. Cây mình chỗ lon đến cây chỗ hoan đây. Hoan là cái chim sơn à? Vui à. Chim sơn đúng không? Chim sơn. Một chim sơn một mốt. Cứ lần 2 thì muốn tính đầu. Không. Người này thử lần 2 hay cá. Bây giờ phải cá. Người thì cắt cái làm công quá mà họ công nấu tầm ba đầu bây giờ lại vô này, nhưng mà nó xử lý của nó phải để chấp nhận thôi. Bây giờ khi bọn kia không có nhiều video quá giờ nha, nhưng hôm nay mình liên tục bây giờ này và lại vô đi dân lại vô đi cắt anh là người ở đó anh khác. Bây giờ đeo cắt thì 30 giây làm cá auto đi. Thì kháng trước thì xong cắt sau có được không? Không được. Cùng một lúc. Không được cắt rồi. Không được cắt rồi, thì có biết đang cắt rồi, không được cắt rồi.